Nhưng mà bên lần này làm gì có bán chuột đâu. Mừng gì? Ở bên nó giờ bán đậu bắp không bán dưa chuột đâu. Bên trước có nhưng mà lần này không trồng rồi. Thế có cái lần cho hỏi bảo mới trồng. Ở đây không ai biết quả lá hán nhỉ, thím nhỉ? Chú ngõ nhà cháu giờ hôm nay lại mát nhỉ. Nhưng mà tí nữa cũng nắng. Tí nữa cũng nắng. Nói chung chỗ đấy là mượn 11 giờ gần 11 giờ chỗ đấy mới nắng. Thế hôm cháu về 11 giờ nó nắng ạ. Chỗ đấy 11 giờ. Mà cũng nhận lâu lắm quay ở đấy. Kể là tháng trước đến giờ. Đúng rồi, quay mỗi cái bụi tre. Để chưa qua. Tính cầm máy về à? Không thì thím quay được bao nhiêu 5 phút quay thì quay ra 2 tiếng.